Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn. Đầu video, Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị và các bạn có một ngày mới có nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ giới thiệu review để truyền tải đến quý vị một căn nhà giá rẻ nằm ngay phường Tân Hạnh của thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là con đường 5m, con đường bê tông đi vào căn nhà của chúng ta ở phía sau này quý vị này. Đó, đây là hẻm cụt quý vị nha. Ở phía trước chúng ta rất là rộng để chúng ta có thể để xe hơi thoải mái. Và đây thưa quý vị, trước màn hình Tuấn Nguyễn đây là một cái vườn cây ăn trái, đúng không? Của những hộ dân sống ở mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa quý vị nha. Cho nên chúng ta không nhìn thấy con đường Bùi Hữu Nghĩa được. Và căn nhà chúng ta đây ra bước ra đường Bùi Hữu Nghĩa của thành phố Biên Hòa, Đồng Nai này chỉ có 30m thôi quý vị nha. Và trước tay của Tuấn Nguyễn đây này, đấy, qua cái lầm bụi chuối này này, qua cái vườn cây ăn trái này thôi là có một cây xăng hiện diễu trước ngay căn nhà chúng ta quý vị nhá. Đấy, căn nhà của chúng ta đây thì Tuấn Nguyễn nói vui với quý vị và các bạn một điều rằng không chừng ấy, về tương lai sau này ấy, thành phố Biên Hòa mở con đường này lớn ra thì căn nhà chúng ta nằm ngay mặt tiền đường luôn đó quý vị. Thực sự là trong tương lai đúng không ạ? Không có gì không thể xảy ra cả. Vâng. Và đây là những nhà hàng xóm trong khu dân cư của chúng ta này. Trong đây thì có khoảng 5-60 hộ quý vị nhá. Đấy, 5-60 hộ ở trong cái khu mà người ta mới xây dựng, mới tinh như thế này, ở full hết rồi. Còn một căn cuối cùng quý vị nhá. Đây, căn cuối cùng này mới hoàn thiện xong. Và trước màn hình Tuấn Nguyễn đây là trường mầm non này, trường mẫu giáo cũng như là trạm y tế của phường Tân Hạnh quý vị nhá. Cái nhà vàng vàng đây là quý vị biết là nhà của chính quyền địa phương rồi đúng không ạ? Của nơi công quyền rồi, không phải của nhà dân quý vị nhá. Đấy, trường mẫu giáo và trạm y tế ngay phía trước đây đó, ngay mặt tiền đường Bùi Hữu Nghĩa và cây xăng. Khu vực mà xe Honda ở Tuấn Nguyễn đang để đây nè, chúng ta có xe bán tải, xe 7 chỗ gì chúng ta chỉ về chúng ta chạy thẳng vào đây quý vị nhá. Ok, còn nếu mà không chúng ta kỹ thì chúng ta chạy thẳng chân xe hơi vào nhà cũng được đúng không ạ? Nhưng theo Tuấn Nguyễn thì chúng ta cũng chỉ để đây thôi đúng không ạ? Rồi chúng ta lấy cái bạt chúng ta che lại là được rồi. Và đây, căn nhà này nè, căn nhà ban công vuông màu vàng, thiết kế một lầu một trệt một lửng quý vị nhá. Đấy, một trệt một lầu một tum. Đấy, có diện tích là chiều ngang phía trước 4m3, chiều sâu phía sau là 4m rưỡi nhân với lại 23m quý vị nhá. Đấy, tổng diện tích chúng ta có 105m và có sổ hồng phun thổ cư luôn. Căn nhà này là căn nhà hướng đông quý vị nhá, phù thuộc cũng như phù hợp cho quý vị nào có cái mệnh phong đông tứ trạch thì quý vị hãy lưu ý và quan tâm đến căn nhà này, đặc biệt giá rất là rẻ quý vị nhá. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong để review hết cái công năng sử dụng của căn nhà này có những gì để cho quý vị xem. Phía mặt tiền thì chúng ta ốp gạch ba bên đúng không ạ, có một lớp cửa nhôm chinh pha ở bên ngoài bốn cánh và bên trong chúng ta có một lớp cửa cuốn đức nữa quý vị nhá. Đây, lớp cửa cuốn đức của chúng ta ở bên trong nữa, tức là bên ngoài này chúng ta có hai lớp cửa. Và đây sân xe hơi này thì như Tuấn Nguyễn nói đầu video rồi, nếu quý vị không thích để ở ngoài phía trước sân xe hơi thì chúng ta có thể chạy vào trong đây đúng không ạ. Căn phòng khách của chúng ta rất là rộng đấy, căn nhà chúng ta dài lên tới 23m chiều dài thì quý vị biết là căn nhà này rất rộng đúng không ạ. Một phòng khách rộng, một sân xe hơi rộng, quý vị thoải mái đó. Đây là toàn cảnh của căn nhà chúng ta nhìn từ ngoài vào. Đấy, Tuấn Nguyễn sẽ quay chậm lại hơn để cho quý vị xem này, đẹp chưa, đẹp lung linh chưa ạ, đúng không ạ, rất đẹp. Gạch đá bóng kiếng khổ 80 vân đá màu vàng nhạt, hai bên tường thì chúng ta ốp lên 1m2 đúng không ạ. Trên tường thì có giấy dán tường và tranh này, tranh ảnh từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài đúng không ạ, hai bên đều như nhau. Trên chúng ta có tần chỉ thạch cao này đó, có đèn led, đèn chiếu sáng, đèn màu đúng không ạ, có hoa văn phào chỉ tân cổ điển chúng ta sơn màu vàng đấy, quạt trần Panasonic đấy, rất là đẹp đúng không quý vị. Đây, không gian tần chỉ thạch cao này là của sân xe hơi quý vị nha, còn là phòng khách thì chúng ta đi vào một chút xíu nữa. Lên phòng khách thì chúng ta giật lên độ 5 đến 7 phân đấy, chúng ta có một cái lam bằng đá hoa cương màu đen xám như thế này. Đây là khu vực phòng khách quý vị nha, từ cái chỗ đen đen này vào bên trong này. Còn bên ngoài này chúng ta để xe hơi, để xe Honda, để các kiểu luôn, thoải mái quý vị tùy thích.
khu vực này đấy có tranh ảnh này, chúng ta muốn để tivi ở giữa cũng được mà để bên tường cũng được quý nhá. Đây, rất đẹp. Đây. Bên này là biển đảo đúng không ạ? Còn bên này là khu du lịch nghỉ dưỡng đúng không ạ? Bể bơi, đấy, vườn dừa. Đấy. Tiến vào phía trong này là khu vực phòng ăn, phòng bếp này, chúng ta có cũng có tranh ảnh ở trên tường đẹp như thế này. Hai dàn tủ bếp trên dưới bằng gỗ sồi, mặt bàn bếp bằng đá hoa cương. Đấy, có bồn rửa chén inox 304. Trên trần thủy thạch cao hoa văn tân cổ điển này, chúng ta có đèn pha lê thả như thế này, đúng không ạ? Khu vực phía tay phải Tung Nguyễn đang chỉ đây, chúng ta để tủ lạnh quý vị nhá, tủ lạnh lớn. Đấy. Phía gầm cầu thang chúng ta cũng có thể để đồ đạc được thoải mái. Đây là tủ rượu này, đấy, dành cho quý ông chúng ta trưng bày những chai rượu quý, đồ lưu niệm ở đây, đúng không ạ? Tiến về phía sau này, chúng ta có một phòng ngủ dưới trệt và một nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh dưới trệt, vệ sinh đầu tiên của chúng ta, cửa nhôm chinh pha, đúng không ạ? Gạch thì lát rất cao, chúng ta có vòi tắm mát này, massage này, bồn cầu này, lavabo rửa mặt và gương soi ở trong góc này, đúng không ạ? Đầy đủ công năng sử dụng. Phía sau này là một phòng ngủ dưới trệt, rất là tiện lợi cho gia đình chúng ta có ông bà bố mẹ cao tuổi, đúng không ạ? Chúng ta sắp xếp cho ông bà bố mẹ chúng ta ngủ nghỉ ở dưới này thì rất là tiện lợi, đúng không ạ? Không phải leo lầu, chân nhức mỏi đau, đúng không ạ? Trần chỉ thạch cao này, dây chờ máy lạnh này, đấy. Hai bên, bốn bên thì chúng ta ốp gạch cao như thế này, đấy. Đẹp chưa quý vị? Rất là đẹp, đúng không ạ? Một căn nhà mới kê xe ben luôn, mới hoàn công quý vị nhá, nhà hoàn công giá rẻ. Chút xíu nữa đi Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị. Tuấn Nguyễn bảo bảo với quý vị có rất nhiều quý vị sẽ ngỡ ngàng, đúng không ạ? Ngạc nhiên với một căn nhà đẹp lung linh như thế này mà tại sao giá lại rẻ, đúng không ạ? Thì thưa với quý vị, chủ mua được đất rẻ, đúng không, thì xây người ta bán giá rẻ thôi, đúng không? Mình mua đất thì bán đất, mà mua rẻ thì bán rẻ lại thôi, đúng không? Trước khi lên lầu thì đây là khu vực cầu thang, chúng ta xem qua một chút xíu. Đấy, có trụ bằng gỗ gõ đỏ này, đấy, bậc thềm bằng đá hoa cương màu đen đen xám, đấy, trụ inox kết hợp với kính cường lực, đấy, không gian lên xuống rộng rãi khoảng 1 mét, đấy, thuận lợi cho chúng ta lên xuống, khiêng giường khiêng tủ cũng rất là thoải mái quý vị nhá. Đây chúng ta có giếng trời này, đó, lên trên này chúng ta có một phòng ngủ số 2 ở phía sau, phòng ngủ số 2 của chúng ta đây. Đấy. Thì Tuấn Nguyễn sẽ review cái sân phơi với cái nhà vệ sinh số 2 trước cho quý vị xem. Đây, rồi chúng ta review phòng ngủ sau. Khu vực này là chúng ta lên tầng để kiểm tra năng lượng mặt trời, máy nước nóng lạnh, đúng không ạ? Phía trong chúng ta có cửa nhôm chinh pha. Có lavabo rửa mặt gương soi. Đây là vòi tắm, bồn cầu, đúng không ạ? Gạch thì lát rất là cao. Đấy. Còn khu vực ở ngoài đây là chúng ta dành nhà làm khu vực phơi đồ, đúng không ạ? Phơi đồ rộng rãi ở đây. Và đây là phòng ngủ số 2 này, có cửa sổ ở bên hông, đúng không ạ? Cửa chính thì chúng ta có cửa sổ gỗ sồi nguyên khối như thế này. Đấy. Trần chỉ thạch cao, chúng ta có dây chờ máy lạnh, có đèn chiếu sáng, đèn ngủ, đấy. Không gian rất rộng rãi, căn nhà phía sau 4,5 mét quý vị nhá. Đây, xin lỗi quý vị, 4,25 mét. À, 4,5 mét quý vị. Đấy. Tuấn Nguyễn cũng trí nhớ rất là kém. Mong rằng có nhiều quý vị cũng giống Tuấn Nguyễn và cũng sẽ thông cảm được cho Tuấn Nguyễn, đúng không ạ? Trí nhớ rất kém quý vị. Phía sau chúng ta là rộng lên tới 4,5 mét, phía trước là 4,3 mét quý vị nhá. Đây, toàn cảnh ở trên lầu 1 của chúng ta đây. Và ở giữa này chúng ta có một cái không gian sinh hoạt chung quý vị này. Ở đây thì tiện lợi cho gia đình chúng ta để những cái tủ quần áo cho nó rộng rãi, đúng không ạ? Chúng ta không muốn để quần áo ở trong phòng ngủ thì chúng ta để ở ngoài cho rộng rãi. Đấy. Cho phòng ngủ chúng ta thoáng, đúng không quý vị? Hoặc là chúng ta làm cái nơi để cho con cái học hành ở đây cũng được, ok. Đấy, có cửa sổ view bên ngoài. À đây, tôi nghĩ sẽ giới thiệu cho quý vị đó. Cái nhà màu hồng á, là cái nhà trường mẫu giáo, trường mầm non, quý vị nhá. Còn cái nhà màu vàng á, là trạm y tế, quý vị nhá.
Đấy. Ngay trước căn nhà chúng ta luôn. Đó. Bước ra cái là tới con đường Nguyễn Bùi Hữu Nghĩa rồi. Và đây là căn phòng ngủ số 3. Căn phòng ngủ số 3 của chúng ta đây. Đấy, đèn này, đèn ngủ này, cửa sổ này, dây chờ máy lạnh này, không gian như thế này cũng là rất rộng rãi đúng không ạ? Rộng rãi lắm rồi. Đấy, cửa là cửa gỗ sồi đúng không ạ? Tiến về phía trước đây, công năng còn lại cuối cùng của căn nhà này chúng ta có một phòng thờ. Đây quý vị. Phòng thờ rộng rãi này. Đấy, trên có ba đèn tiền đồng tiền tài lộc này. Đấy. Cửa sổ view cửa sổ chính này, bên đây chúng ta có hai cánh cửa nhôm sinh pha lớn. Đây, ra đây rất là mát, gió mát rượi luôn. Đấy, trạm y tế của chúng ta đó quý vị nha. Đường mầm non đây quý vị nha. Đó, con đường Bùi Hữu Nghĩa ngay phía trước. Căn nhà này là chủ cây xăng quý vị này. Đây, căn nhà màu đỏ đây là ở phía trước người ta có một cây xăng, người ta bán xăng quý vị nha. Bán cây xăng. Đấy. Đây. Bên đây có một cây cóc rất là lớn. Đấy, quý vị nào ăn trái như ăn lộc ở đây thì thoải mái luôn đúng không ạ? Đấy, ở trong này thì có khu hồ bơi đúng không ạ? Đó. Rất là tiện ích, chúng ta đi vào trung tâm thành phố Biên Hòa đâu đó khoảng 5 đến 5 6 phút là qua ngay trung tâm thành phố Biên Hòa rồi. Đấy. Căn nhà chúng ta lại lợi thế là căn nhà cuối cùng đúng không ạ? Căn nhà hẻm cụt cuối cùng thì chúng ta có thể để ô tô này, Honda này đúng không ạ? Chả có ảnh hưởng gì tới hàng xóm cả đúng không ạ? Nhà hàng xóm đi qua đi lại thì chúng ta cũng chẳng phải dắt xe dời xe làm gì đúng không ạ? Chúng ta để cuối cùng rồi. Đấy, rất là tiện lợi đấy quý vị ạ. Căn nhà cuối cùng bao giờ ở trong khu dân cư này theo quý vị thì không biết như thế nào. Tuân Nguyễn thì Tuân Nguyễn thích ở căn đầu tiên hoặc căn cuối cùng đúng không ạ? Một là ở căn đầu tiên và hai là căn cuối cùng, có hai căn đó thôi. Còn ở giữa thì đôi khi rất là bất tiện quý vị nhá. Mỗi lần mà đang ăn nhậu hay đang vui vẻ hát hò với người ta hát tí, đấy, hàng xóm thì lại có khách thì chạy xe vào chạy xe ra, chúng ta rời xe thì mắc mệt lắm. Cho nên là theo Tuân Nguyễn nói thật với quý vị là một là ở căn đầu, hai là ở căn cuối, có hai cái vị trí đấy là chúng ta ở rất là tuyệt vời. Vâng, vậy là Tuân Nguyễn đã review nhanh xong cho quý vị xem một cái căn nhà vừa hoàn công xong, nằm ngay tại phường Tân Hạnh, đường Bùi Hữu Nghĩa, có 30m quý vị nhé. Cây xăng ngay trước nhà, đấy, trạm y tế, trường mầm non ngay trước nhà luôn, chợ Tân Hạnh luôn đúng không ạ? Đi qua thành phố Dĩ An thì chỉ có hết 10 phút thôi, rất là gần. Đi qua thành phố Linh Xuân, Thủ Đức, đi lên Phạm Văn Đồng, đi lên sân bay Tân Nhất cũng rất là gần gũi. Đấy quý vị này, một căn nhà hoàn công mới đẹp lung linh như thế này. Đấy. Và bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị và các bạn biết nhé. Căn nhà này hiện em chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá chỉ có 2 tỷ 850 triệu thôi quý vị. 2 tỷ 850 triệu quý vị nhé. Quý vị có nghe nhầm không ạ? Một căn nhà 105m² đúng không ạ? Hoàn công, đầy đủ công năng sử dụng, nằm ngay trung tâm thành phố Biên Hòa, Đồng Nai như thế này mà chỉ có 2 tỷ 850 triệu, còn thương lượng quý vị nhé. Xe hơi thì đậu ở ngoài một cái, ở trong một cái, đúng không quý vị? Đây này, đấy, đây là sân xe hơi của chúng ta, đậu một cái ở trong, một cái ở ngoài kia. Giá chỉ có 2 tỷ 850 triệu, chúng ta còn thương lượng rất là mạnh nữa quý vị nha. Đấy. Vâng, quý vị xem được cái video này á, thấy nhà đẹp, mới, hoàn công, giá lại rẻ nữa, đúng không ạ? Phù hợp với cái nguồn tài chính của gia đình mình. Thì quý vị hãy nhấc máy ngay, liên hệ ngay với kênh nhà đất Tuấn Nguyễn qua số điện thoại đang hiển thị trên góc màn hình TV của chúng ta này, 0905 745 448 gặp Tuấn Nguyễn đúng không ạ? Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị và các bạn tới tận căn nhà này, gặp chính chủ nhà, thương thảo giá cả quý vị nhé, không qua trung gian đúng không ạ? Chỉ gặp chủ nhà, thương thảo giá cả, không qua trung gian quý vị nhé. 2 tỷ 8 là giá chủ nhà đưa ra. Tuấn Nguyễn không bao giờ kênh giá, đôn giá, đội giá một chút xíu nào. Quý vị hãy kiểm chứng lời Tuấn Nguyễn nói có đúng hay không thì quý vị cứ gặp chủ nhà, quý vị sẽ biết quý vị nhá. Quý vị vui lòng cho Tuấn Nguyễn xin một đăng ký kênh, hãy nhấn like cho Tuấn Nguyễn với và ấn chuông để có nhiều video mới mỗi ngày trên kênh nhà đất Tuấn Nguyễn qua ba thành phố Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, có hàng trăm hàng ngàn mẫu nhà đẹp cho quý vị xem và để mua cũng như xe theo. Cuối cùng Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị
và các bạn có một ngày có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.